hàng chất lượng sao núi 100%, mũi chẻ đích bằng sao núi mê nhôm cho cô chú anh chị mình. Giá hôm nay cực kỳ hợp lý nha, 20 mấy triệu thôi, máy nhỏ xíu của chú anh chị. Trời ơi ác. Mời bà con coi clip ngày hôm nay nha, có ghe chiến giá mềm xèo cho cô chú anh chị mình rồi nè. Quá đã. Dạ chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Nam mang đến cho cô chú anh chị mình một siêu phẩm tầm khoảng 3 tấn rưỡi nha. Xuất sắc luôn, sao núi liền be 100% nha. Giá rất là mềm mỏng, mời cô chú anh chị mình coi. Rồi, hôm nay mang đến cho cô chú anh chị mình một cái ghe 3 tấn rưỡi. Xuất sắc như nào mà nãy em nói cô chú anh chị là em này nó siêu đỉnh. Sao núi zin 100% nha cô chú anh chị. Mê nhôm, mũi chẻ đích bằng. Và dáng ghe này là nổi cao nước nha cô chú anh chị. Be đồng be, đầu cao, đích cất. Cô chú anh chị mình thấy không? Đó, bửng nước thì còn nổi cao nha cô chú anh chị nha. Nếu mà mình xuống thì nó vừa chí mấy cái mặt nước luôn. Dáng ghe rất là đẹp như cô chú anh chị mình đang thấy. Hiện tại con ghe này đang nằm ở cầu Ba Lai ngay quốc lộ 60 của chú anh chị. Bà con mình đi ô tô cũng được, đi xe máy cũng được, alo trực tiếp anh chủ ghe để đón của chú anh chị mình. Và do cái con ghe này nó quá chất và nó quá VIP, thêm một cái nữa là giá anh chủ ảnh đưa ra một cái giá rất là hợp lý luôn. Chỉ có 23 triệu thôi, em báo giá đầu tiên là 23 triệu cho cô chú anh chị mình. Và bà con mình thấy có hợp lý với cái tầm giá này, alo trực tiếp anh chủ để anh đón cô chú anh chị. Và trong cái 23 triệu thì ảnh có cho bớt lại ít tiền dầu cho cô chú anh chị mình. Ghe rất đẹp nha, đúng chuẩn sao núi 100% nha cô chú anh chị. Kích thước bé này thì chiều ngang 1m50 và chiều dài là 9m35, phù hợp cho cô chú anh chị mình về làm ghe cào, ghe ủi te. Hoặc là cô chú anh chị mình lấy bé này về mình đặt máy lớn, mình khai thác tốc độ, làm ghe gia đình, ghe ngắm cảnh đâu đó cô chú anh chị. Con này rất là thông đòn nha cô chú anh chị nha. Đây để em cho cô chú anh chị mình coi về tổng dáng em nó nè. Này là cái chi tiết hai bên nó như một nha cô chú anh chị, đúng liền 100%. Em đại diện một bên trước cho cô chú anh chị mình. Đó, ấp khẩu rồi rất là dày dặn cô chú anh chị. Ghe này đẹp, công đà là 50 luôn á. Chút xíu nữa vô trong cho bà con mình thưởng thức. Lên ghe phải lên cỡ này mới đáng với khách hàng của Tâm Vlog, những tín đồ yêu thương Tâm Vlog. Rồi mời bà con mình coi tổng cái chi tiết dáng nổi em đó. Nhìn con ghe ngay phần đuôi thôi là nói lên tên tuổi rồi. Còn phần mặt cỡ này thì không còn gì để đánh giá ha, trong tầm giá quá rẻ. Rồi mời bà con. Dạ đây đó, tổng cái dáng của em nó luôn nè cô chú anh chị. Vậy thì không còn gì để suy nghĩ rồi đúng không? Quá đẹp rồi. Mê nhôm nha. Dạ nổi cực kỳ cao nước. Một mặt lã be tầm khoảng 3 tấc nha cô chú anh chị. Rất đã bà con ơi. Con này về cô chú anh chị mình khai thác tốc độ á, đưa vô con máy 4 thôi, nó chạy cho cô chú anh chị mình thấy. Có bựng nước luôn. Dán ghe trời nó thông đòn, quá đẹp. Dạ phù hợp thì alo trực tiếp chủ ghe. Em nhìn là em đã mê rồi. Tình trạng con này thì sập mũi có, sập lái có và sập ngay hộp số có. Ở sập giữa ngay lòng son thì cô chú anh chị mình về trang bị thêm. Bởi vì con ghe này rất là rẻ, chỉ có 23 triệu thôi. Em lên clip này thì cô chú anh chị mình đang coi tại thời điểm này em đã báo giá rồi thì alo trực tiếp anh chủ nha. Dạ mua không kịp không có chơi buồn vui như con 9 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Mua không kịp bà con buồn vui em. Em cũng quay cho bà con mình gặp trực tiếp chủ thôi chứ em từ xưa giờ em không có làm cò bà con ơi. Dạ đi quay thôi, thấy ghe đẹp thì lên cho cô chú anh chị, cũng lựa chọn dữ lắm. Ở đâu có ghe đẹp thì cô chú anh chị mình alo giùm em để em đi quay cho cô chú anh chị gặp trực tiếp chủ một em ghe giá hợp lý. Lên clip liền. Cảm ơn bà con. Trời ơi nó phê. Nhìn tới đâu nó đã tới đó cô chú anh chị. Đầu nó cao mà nó kiều ngay cái vai cô chú anh chị em thấy không? Cái đuôi ở phía sau nó kiều lên nữa nè. Đã cực kỳ dáng ghe ngày hôm nay. Không uổng công chờ đợi mấy bữa dài cô chú anh chị. Đó, mấy nay cô chú anh chị mình hỏi sao ít lên ghe. Dạ đâu có chiếc nào mà nó phù hợp để em lên cô chú anh chị. Đó, ghe mà em thấy đẹp thì em lên. Ghe không hợp lý thì em không lên. Thà là không lên clip cô chú anh chị. Dạ lên cái nào cho nó hợp lý một cái. Còn máy móc thì tình trạng ở đây bây giờ nhà em chỉ bán máy nhập Nhật nghĩa địa. Còn đã qua sử dụng thì bây giờ em không có bán nữa nha cô chú anh chị. Máy đã qua sử dụng phiền phức quá, dễ buồn vui quá cho nên em không bán máy đã qua sử dụng nữa. Em bán hàng nhập Nhật hoặc là hàng nhập Mỹ, Thụy Điển của ông ba em. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình vô tổng chi tiết bên trong. Ghe này xuất sắc lắm, 23 triệu tới đây là đã chấm được rồi. Nhiều cô chú anh chị mình chọn được rồi đó. Rồi mời bà con. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình vô chi tiết phía bên trong với em nha. Công đà vàng xương thì em thấy dày chặt luôn cô chú anh chị, rất là xuất sắc nha. Cây này thì 50 đúng chuẩn luôn cô chú anh chị.
Ghe thì cô chú anh chị mình đi quốc lộ 60 á, cô chú anh chị mình tới cầu Ba Lai, gọi cho anh chủ anh đón cô chú anh chị mình vô đây. Dàn bè nè cô chú anh chị thấy không? Đúng chuẩn sau núi 100% nha cô chú anh chị nha. Công đà 50 vuông gốc, mặt lá bè thì 2 tấc 2,5 tấc một tấm. Ở trên thì có thể lên tới 3 tấc luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp, long lanh chi tiết em ghe ngày hôm nay giới thiệu cô chú anh chị mình luôn. Đó, quá đã chưa? Con này hiện tại đang chạy cái máy D nha, lái vô lăng. Dàn sạp ở phía sau, sạp mũi có và sạp ngay cái hộp số có cho cô chú anh chị mình rồi. Tình trạng bé này thì cô chú anh chị mình về mình làm gì cũng được á. Ghe thì nổi cao nước, đồng thanh đồng thủ rất là đẹp. Xuất sắc luôn. Dạ, kích thước thì chiều ngang là 1m50, dài 9m35 của chú anh chị ha. Dạ, con này thì lên quanh cũng tầm khoảng 3 tấn mấy của chú anh chị. Dáng ghe đẹp lắm, của chú anh chị mình thấy không? Dàn lường nó khô rang luôn. Công đà rời nha. Mấy con ghe công đà rời này chạy xuất sắc lắm của chú anh chị. Rất là tốt luôn. Cây cối thì mình dễ kiểm tra. Một mặt của cây công đà thì mình kiểm được tới 3 bên lận. À, cái lô mũi thì nó chọt dài xuống tới cái cong dưới này luôn cô chú anh chị. Nè, hàm mũi nè, rất xuất sắc nha. Dài 1m50, 9m35. Con này giá cũng mềm mỏng cô chú anh chị. Đó, giá chỉ có 20 mấy triệu thôi, 23 triệu thôi. Nè, mặt lá be của chú anh chị thấy không? 3 tấc 1 tấm á. Nguyên con sau núi nha cô chú anh chị nha. Giờ bây giờ em đi cho cô chú anh chị mình coi cái chi tiết phía trên trước nè. Con này thì ảnh có để miếng da miệng phủ đầu đầu bổ lên cho nó đẹp cái ghe của chú anh chị. Rồi, coi chi tiết thôi. Giá quá mềm mà cô chú anh chị, tầm 3 tấn, 3,5 tấn. Bè bọng nói lên tên tuổi em nó luôn. Quá sướng à. Mà giá chỉ có 20 mấy triệu à. Thì bà con mình alo trực tiếp qua chủ nha. Bà con ở đâu có ghe đẹp á, alo giùm em. Em chạy đi quay cho cô chú anh chị mình những bà con nào đang cần mua một con ghe đẹp. Đúng giá, gặp đúng chủ. Alo giùm em nha cô chú anh chị, em chạy em đi quay. Cảm ơn bà con. Kênh mình từ xưa giờ mua bán không qua cò lái, chỉ đi quay cho khách gặp trực tiếp được chủ thôi. Đó, dàn be của chú anh chị mình thấy mê mắt chưa? Cây cối thì anh đã kiểm tra lắp dò với lại sơn bắt chỉ và chi tiết cho cô chú anh chị rồi. Còn be bọng thì liền nha, liền trăm trăm sau núi. Công đà 50 luôn nè bà con. Nè, con nó gân gân lên nè. Nhìn cái sớ cây thấy đã chưa? Rất là sướng mắt nha cô chú anh chị nha. Nhạc lượng nè. Về bà con mình làm ghe câu gia đình, ghe ngắm cảnh, ghe te, ghe cào, con này thích hợp hết. Máy đi. Mà em muốn biết rõ hơn alo trực tiếp anh chủ giùm em. Lái qua lăng. Đây. Cũng nhẹ lắm cô chú anh chị. Nhiều à. Lái qua lăng nhẹ te luôn. Nhìn dán sạp nè. Rồi, giờ em dở luôn cho cô chú anh chị mình coi tiếp tục là hộp số. Đây, hộp số của em nói nha. Hộp số bắt lâm bia, vô thẳng đầu máy luôn. Tiếp thì con này chạy tiếp 60 lần cô chú anh chị. Lắp 30. 30, 60. Ủa, cái hàm lái không dở được thì dở luôn. Dán sạp để mình coi hàm lái nha cô chú anh chị nha. Ở bên trong nó còn đẹp hơn nữa cô chú anh chị. Xuất sắc luôn. Mở cái lát đi nha bà con. Ghe đẹp quá cô chú anh chị. Có 23 triệu mà nó đẹp tới từng chi tiết luôn thì còn gì bàn nữa. Nè. Cây cối của hầm máy nè. Đó. Quá phơi mắt luôn cô chú anh chị ha. Trên nữa nè. Giờ bà con mình coi thấy hợp nhãn và vừa công việc của mình. Trong cái tầm giá này một cái em ghe 3 tấn, 3,5 tấn xuất sắc như vậy thì rất là hợp lý rồi. Dạ cô chú anh chị mình alo trực tiếp anh chủ giùm em ha. Rồi, đó, xong cái phần tiếp lắp thì bây giờ mình lót sạp lại ga phía sau luôn nha cô chú anh chị. Nè, sạp đuôi nè. Ghe này đẹp quá. Giá nó rẻ cho nên em hơi lòng trọng nha cô chú anh chị. Đây là vị trí bánh lái. Có bựng nước cho cô chú anh chị mình luôn nè. Bựng nước nổi cao luôn nha bà con. Bựng nước nổi như vậy thì cô chú anh chị mình đoán được cái dáng ghe nó nổi cỡ nào. Như nãy cô chú anh chị mình thấy tổng cái dáng nổi bên ngoài á. Quá đã. Và cái miếng chặn đít. Một tấm một thôi cô chú anh chị. Cho nên em ghe này toàn bộ 100% là liền be sau núi. Để em ghe làm sao cho cô chú anh chị mình coi long đền đít.
Đó. Em gà tới cuối cùng của con game quay cho cô chú anh chị mình luôn rồi đó. Quá đã. Rồi báo kích thước lại 1m50 và 9m35. Con này thì tầm khoảng 3 tấn, 3 tấn rưỡi nha. Vàng be thì như cô chú anh chị mình đánh giá từ hồi nãy tới bây giờ đúng chuẩn là sau núi 100%. Theo em chấm điểm con này thì điểm cao nha. 8 điểm rưỡi 9 điểm. Tình trạng quá chất, giá thì quá mềm mỏng, chỉ 23 triệu thôi. Thì cô chú anh chị mình coi thấy hợp nhãn vừa mắt, vừa công việc của mình làm. Alo trực tiếp chủ ghe giùm em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Con này số 1. Mặt lá be lớn nha. Đúng chuẩn liền luôn nha cô chú anh chị. Và công đà là 50 vuông góc 100% sau núi. Rất đã, mũi chẻ đứt bằng. Rồi cảm ơn bà con.